Xin chào tất cả mọi người, tôi là Rân Lan Hờ Nhi, đoàn viên chi đoàn trường trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tôi muốn mở đầu bài giới thiệu sách của mình bằng khung cảnh làng tôi vào buổi chiều. Và đây là nhà tôi, làng Chư Ruồi, xã Công Hờ Tóc, nơi vẫn còn nhiều hộ khó khăn, thuộc một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê, nơi mà mọi người vẫn còn lao động chân tay là chính. Bố mẹ tôi cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn bữa đói bữa no. Nhiều anh chị học xong cấp 2, cấp 3 rồi cũng về làm ruộng, nên cũng có lúc tôi cũng đã nghỉ học để phụ mẹ làm vườn. Tôi nghĩ đơn giản rằng dù có học thêm vài năm nữa thì cũng về làm nông mà thôi. Thế rồi cũng vào một buổi chiều muộn, cô giáo vào tận nhà tôi để động viên tôi đến lớp. Cuối buổi, cô tặng cho tôi mấy quyển sách và nói, nếu muốn thoát nghèo em phải cố học thật giỏi. Trong những cuốn sách mà cô trao, tôi tâm đắc nhất là cuốn Đường Ngược Chiều của Chảo Yến, mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cùng các bạn. Đường Ngược Chiều, từ bạn người giao đến học bổng Erasmus, là cuốn tự truyện của Chảo Yến, một cô gái người giao tuyến, được xuất bản và phát hành theo hợp đồng hợp tác xuất bản độc quyền ký kết giữa tác giả và công ty cổ phần văn hóa truyền thông Sống, nhà xuất bản Thế Giới năm 2020, gồm 280 trang. Bìa sách với hai màu chủ đạo gồm xanh và vàng, mô phỏng một cô gái với trang phục người giao đang quay lưng đi hướng ngược chiều bước lên những ruộng bậc thang cao chót vót. Trên con đường ấy là những cuốn sách đưa cô gái ấy bay thẳng lên bầu trời. Đúng như câu cuối của tác phẩm, chỉ cần tôi bước lên máy bay, con đường tôi đi sẽ không còn là đường ngược chiều nữa, mà là bầu trời. Đúng như tên cuốn tự truyện Đường Ngược Chiều từ bản người giao đến học bổng Erasmus. Cuốn sách lôi cuốn tôi ngay từ những trang giới thiệu đầu tiên. Bằng lối văn dí dỏm, Chảo Yến hóm hỉnh khi giới thiệu bản thân và gia đình, từ cái việc anh chị em mà không cùng họ, rồi cái tên ăn Yến bằng chảo, cho ta thấy niềm lạc quan của cô gái người dân tộc Dao trên con đường ngược chiều. Cuốn sách được chia làm hai phần, phần ấu thơ với hai nội dung, Ngày Hứng Nắng và Bán Chuyện Mình. 100 trang của Ngày Hứng Nắng là những câu chuyện hết sức trẻ con mà bất cứ ai trong trẻ con ở nông thôn đều trải qua. Chỉ có điều là chúng ta không thể nhớ kỹ và diễn đạt một cách lôi cuốn như Chảo Yến mà thôi. Tôi thấy mình trong từng câu chuyện của Yến, đứa bé 4 tuổi, đến trường đi học mà không hề biết đến tiếng Kinh, không hề có khái niệm về thầy cô giáo hay là trường học, mà chỉ vì được ăn kẹo nên cố đi thôi. Cứ như thế, từng trang sách đưa chúng ta trở về tuổi thơ, mà tôi có cảm giác như Yến viết chuyện của tôi, của làng tôi. Đó là lần đầu nấu cơm bị nhão, là những lần cho lợn ăn cơm rượu hay cho trâu uống xà phòng, là những trận đòn rụng cả răng, là chút xót xa mà khi đọc lên tôi không biết rằng Yến khóc hay chính tôi đang khóc. Bản chuyện mình bắt đầu từ câu chuyện chào đón năm 2000 mà Yến đặt tựa đề là Con Đường và Ánh Sáng. Bước đầu tiên trên con đường ấy là những câu chuyện cổ tích, thần thoại đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đầu tiên, Chào Yến kết thúc cấp tiểu học. Bạn chuyển mình là bạn có tivi, có xe đạp, là khoảng thời gian Yến học cấp 2, là khoảng thời gian bố Yến ốm, là căn nhà bị sập, là những khó khăn kỷ niệm được Yến gói gọn trong hơn 50 trang sách. Phần trưởng thành với 3 nội dung lớn là bão, đường về nhà và cuối cùng là đường ngược chiều. Trong phần này, Yến học xong cấp 2, phải ở nhà lên nương làm việc. Tôi ám ảnh câu nói của Yến, mẹ ơi con muốn đi học, dù bạn đã chuyển mình, có điện, có xe, nhưng tư tưởng của người dân nơi đây chưa có sự chuyển biến. Yến phải nghỉ học một phần do cuộc sống khó khăn, nhưng cái chính là do tư tưởng của những người lớn nơi đây rằng con gái học làm gì, từng câu chữ như xé lòng người đọc. Yến khát khao đi học, vì Yến hiểu chỉ có học mới thoát nghèo được thôi. Quyết tâm đó đã giúp Yến lay chuyển được bố mẹ để bước tiếp trên con đường ngược chiều. 3 năm cấp 3 cũng là quãng thời gian khó khăn đối với Yến.
là những lần không dám về nhà vì sợ những lời nói của xóm làng mà như Yến nói. Nó như nhát dao cứa vào tim một đứa bé mới chỉ học cấp 3. Mày không thương bố mẹ mày hay sao mà mày đi học? Bước tiếp trên con đường cùng chào Yến là lúc Yến đậu đại học. Yến trở về phố để đi tiếp giấc mơ. Những ngày học tiếng Anh ngộ nghĩnh không khác nào cuộc chiến học tiếng Kinh hồi nhỏ. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ cười khi đọc đoạn này. Đó cũng chính là điểm lôi cuốn của cuốn tự truyện này. Con đường cuối cùng mà Yến đạt được trong sự đồng hành của thầy cô, bố mẹ và bạn bè, đích đến đó là học bổng Erasmus mà Yến đạt được nhờ sự quyết tâm không gì lay chuyển được. Yến không còn phải đi bộ, chạy bộ, không còn nhờ xe khi xuống huyện như ngày nào, mà giờ Yến đã bay trên bầu trời cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Kết thúc cuốn tự truyện, tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì chào Yến đi ngược đường thành công. Con đường ngược ngày nào giờ mọi người đã quen đi. Bản làng Yến có nhiều người đi học như là chuyện bình thường. Cuốn sách đã để lại cho tôi nhiều bài học bổ ích, làm thay đổi suy nghĩ, quyết tâm mà tôi học được ở Yến. Thứ nhất, dám hành động, có ý chí, lý tưởng và sự quyết tâm. Đúng vậy, cuộc sống không phải ai cũng có đầy đủ điều kiện tốt. Nhưng trong mọi khó khăn, chúng ta phải biết cách vượt qua nó và coi đó là động lực để vươn lên. Thứ hai, cần tìm cho mình con đường để đi. Con đường đó có thể là đường ngược chiều. Nhưng nếu chúng ta không dám thử, không dám đi thì sẽ không đến đích. Thứ ba, đừng than trách số phận, đừng đổ thừa cho ngoại cảnh mà hãy nhớ rằng xung quanh ta còn nhiều số phận bi đát hơn chúng ta. Họ đã tự vươn lên, vậy tại sao chúng ta lại không? Và trên hết, tôi đã không còn bỏ học ngày nào trong suốt năm lớp 9. Tôi đã học hết 100% sức lực của mình. Tôi đã đạt giải 3 môn lịch sử và được nằm trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tờ giấy khen được bố treo nơi trang trọng nhất trong nhà. Như cách bố muốn nói cho mọi người biết, như chọn đi học là đúng. Tôi cũng vui hơn khi giới thiệu cuốn sách này cho các em nhỏ ở làng tôi. Bọn nhỏ giờ không còn bỏ học và đã được nuôi hy vọng xa hơn, được bay cao hơn để thoát nghèo. Giờ nếu có ai hỏi các em có ước mơ gì, thì các em khẳng định chắc chắn rằng em ước được như chị cháu Yến. Em học giỏi như chị Nhi. Tin tôi đi, đọc cuốn Đường Ngược Chiều của Chào Yến, chắc chắn các bạn sẽ tìm được hy vọng, động lực làm thay đổi chính mình. Thông qua cuộc thi, tôi muốn lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến các bạn. Sách sẽ góp phần vào việc bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho giới trẻ ngày nay. Xin chào và chúc tất cả các bạn tìm được niềm vui qua những trang sách.